Ngày 5 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang hai người đang tổ chức và hàng chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà. Trước đó, vào ngày 1 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kích vào trường gà tại Village Garden, Lộc Béo tại tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế. Lúc này, Nguyễn Bá Lộc, sinh năm 1969, trú tại đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế và Hoàng Ngọc Phúc, sinh năm 1975, trú tại đường Lê Duẩn, thành phố Huế đang tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức đá gà. Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản quả tang 47 người đang tham gia, số tiền đặt cược là 6,9 triệu đồng. Được biết, từ ngày 15 tháng 4 đến khi bị bắt giữ, Mai Bá Lộc cầm đầu cùng Hoàng Ngọc Phúc là người giúp sức đã nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền tại các địa điểm là nhà ở do Lộc quản lý. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.